Ở đêm trao giải Mai Vàng lần thứ 27 năm 2021, sau khi được vinh danh ở hạng mục nữ diễn viên, Thúy Ngân trong trang phục rực rỡ và thần thái cuốn hút đã có những bộc bạch đầy chân thành về những dự định hoạt động nghệ thuật của mình trong tương lai. Thực sự là lên sân khấu Ngân rất là có nhiều thứ rất là vỡ hòa, giống như là cách đây vài năm về trước gì đó, nhưng mà lúc nãy Ngân chưa được chia sẻ, Ngân có rất là nhiều điều muốn nói với tất cả mọi người nhưng mà chưa có thể nói được trên sóng truyền hình. Nhân đây thì Ngân xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Đứng ở đây ngày hôm nay, ngoài lòng biết ơn thì Ngân không biết nói gì hơn. Tại vì cách đây vài năm trước thì Ngân cũng đã ở trên sân khấu của lễ trao giải Mai Vàng, nhận được giải nữ diễn viên truyền hình xuất sắc với vai Hân của Gành Nếp Gạo Tẻ. Thì năm nay may mắn là mỉm cười với Ngân với vai Châu của Cây Táo Nở Hoa. Thì Ngân biết là tất cả những thành công Ngân có được ngày hôm nay không thể nào chỉ đến từ cá nhân Ngân, mà nó còn đến từ cả sự giúp sức, hợp lực và hy sinh thầm lặng của ekip phía sau. Xin cho Ngân được cảm ơn công ty chủ quản Đất Việt, HTV2. Công ty đã tạo điều kiện cho Ngân để ra mắt những bộ phim đem đến cho khán giả. Trong đó phải kể đến là có chị đạo diễn Võ Thạch Thảo và chị biên kịch Hoàng Anh đã chỉ dạy cũng như là giúp Ngân có thêm nhiều điểm sáng trong sự nghiệp của mình. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu mến Ngân. Nếu như không có quý vị thì sẽ không có Thúy Ngân ngày hôm nay. Cảm ơn các em online và xin được cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ, những người đã truyền cảm hứng cũng như là hợp lực giúp cho Ngân có thể viết tiếp ước mơ của mình. Cảm ơn tất cả mọi người, Ngân yêu tất cả mọi người. Thank you.